Hello anh em mình nha. Hiện nay sức một lô xuồng composite vỏ lãi với tâm bản về Bắc nè. Sẵn đây quay cho anh em coi luôn. Tâm bản thì bên em 3m6, 3m3, 3m2. Tới 4m mấy vẫn có đầy đủ ha. Hàng bên em làm á là ở đây nó có hai cây cây chèo. Ha. Hai cây chống để bà con về nào mà thích lắp hai cây chèo vô thì chèo, còn thôi thì cứ chèo tay như bình thường nha. Mấy cái vỏ lường đây bà con, vỏ lường 4m rưỡi. Vỏ lường 4m rưỡi đây. Bên em nhận vận chuyển đi toàn quốc cho các bác luôn ha, vô lường 4m rưỡi. Ở đây có một cái hộc riêng để chứa cá nè ha, hay là để bình gì đó cho bà con mình dễ đi xịt này kia ha. Rồi mấy cái 36 đây, 36 thì thường đi được khoảng từ 1 tới 2 người nha. 36 này thì đi 1 tới 2 người, mình chèo tay thôi bà con. Cái này đi được khoảng từ 5 người nha. Cái này thì dài rồi, như là 5m mấy 6m mấy gì á. Nó có cái gù để đặt máy luôn, đặt máy đứng. Ồ, máy đuôi tôm chứ, cái gù đặt máy đuôi tôm. Đó, bà con mình đặt máy đuôi tôm về chèo hay là đặt máy gì thoải mái ha. Đây. Lấy này ra mà em coi. Nhìn nhìn đó kìa. Dạ. Đây. Rồi đây. Vỏ lường đây bà con ơi. Vỏ lường đây. Chiếc này thì nó đi được khoảng từ 3 tới 4 người nha bà con. 4m rưỡi, vô lường 4m rưỡi nè ha. 3 triệu mấy à, 3 triệu mấy, 4 triệu vậy. Đi được 3 tới 4 người ha. Rồi đây giờ em đi vô vô trong mấy cái vỏ lãi với lại cano lớn nha. Cano lớn bên em nè, cano đi biển nè. Nguyên cái hầm đặt máy chà bá lửa luôn nè bà con thấy không. Rồi vỏ lãi thì bên em nhiều loại khác nhau, như mà nhiều màu nữa. Bà con thích màu nào thì có màu đó nè. Cái này xuồng bơm bùng nè bà con, mà thường là người ta lấy để ra mấy cái ao cho cá ăn này kia đúng không, thôi đi mấy cái vuông nhỏ nhỏ, mấy cái gạch nước để thu hoạch khóm, hay là đi dài dài bơm nước tưới cây mấy cái vườn cam này kia đó bà con. Đây vỏ lãi này ha, vỏ lãi thì đầu bằng đít bằng, vỏ lường thì đầu nhọn đít bằng nha bà con. Đây mấy cái hầm chứa đồ của vỏ lãi nè, có hai hầm ha, hai hầm chứa đồ. Đây một cái nữa nè. Rồi cano này cano bình thường nè, đi được khoảng từ 3 người tới 4 người nha bà con. Cano. Rồi vô đây. Đây, mấy cái này nè. Chuyên chạy trong mấy cái vuông nhỏ nhỏ ha. Này gọi là tâm bản cắt lái nha. Thì nó có phần nửa. Nó đặt được máy đứng, hoặc là bà con chèo tay thì cái này thường đa số thấy chèo tay nhiều hơn. Tại vì đi trong mấy cái vuông cá này kia đồ, hay là hoặc là đi biết cái rảnh mà vườn trái cây rồi đó. Cái này thì nhiều hơn nha bà con. Ở dưới đây chiếc này hai đầu bằng nè. À. Loại này 2m7, giá nó 2 triệu 8 rồi con ơi. Này 2m7 nè. Giá nó 2 triệu 8 mà mình đi cho cá ăn nè. Rồi mấy cái này, mấy cái vỏ lường lớn đây. Vỏ lường lớn này đi được cả chục người hơn ha. Rồi lường 5m1 thì nó tầm 4 triệu mấy tới 5 triệu mấy tùy theo dày mỏng nha. Rồi đây em gửi bà con một số mẫu lường bên em ha. Rồi mấy vỏ lường này lường lớn ha. Lường lớn này thì nó tầm đi được khoảng từ 7 người, 60 người ha. Rồi em cảm ơn bà con đã ủng hộ nha. Anh em nhà mình cần xuồng gì thì cứ liên hệ cho xuồng Composite Thủy Tiên nha. Công ty vận chuyển đi toàn quốc hết ạ. À.